Em xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người cho em gửi một lời chào quen thuộc, lời chúc sức khỏe, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Hôm nay em có một em đĩa của Kutani 7 vị thần đây mọi người. Đấy, em đĩa này rất là đẹp luôn mọi người nhé, vẽ vàng đây mọi người này, xem này, đấy nó ánh vàng rất là nhiều luôn đấy mọi người nhìn này. Ở viền này là cái vẽ chấm, những cái chấm nhỏ nhá, vẽ nổi khối lên nhá, rất là đẹp luôn, vẽ vàng rất là đẹp. Đây em cho các bác xem cái chuyện nó nhập về này, một em Kutani khá là sâu đời rồi mọi người, chuyện này là rất là sâu đời rồi nhá mọi người nhá, tình trạng lành tít. Đấy, đây em quay cho các bác xem mình nhìn cái chuyện này, chuyện quá là tuyệt vời luôn, Kutani sâu tuổi. Này đĩa này thì từ khoảng thời Meiji nhé mọi người nhá, đĩa này đĩa thời Meiji 7 vị thần đây mọi người. Đấy, mọi người xem này, nó vàng này, vẽ vàng rất là nhiều luôn đây. Đấy, mọi người xem cái quạt này cũng là vàng này, quạt này là vàng này. Đấy, con cá chép này cũng vẽ vàng này mọi người này. Đấy, đẹp chưa mọi người, em nghiêng ánh ra nó vẽ vàng rất là nhiều luôn. Đấy mọi người. Đấy. Đây cái búa châu tài này cũng vẽ bằng vàng nhé mọi người nhé. Châu tài này, cá chép nằm trên đĩa này. Đấy. Đây mọi người. Khá là đẹp luôn. Đây viền nó, viền cũng vẽ vàng luôn mọi người. Đây này. Con đĩa này em thấy là khá là ok luôn nhé mọi người nhé. Thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đĩa từ thời Meiji quá là tuyệt vời luôn mọi người. Vẽ vàng này. Em thấy cái đĩa này em thấy là quá là ok luôn mọi người. Đây, em để lên đây để em quay cho mọi người xem. Mọi người ơi, cái đĩa này là nó không có chân nhé mọi người nhé. Nếu mà mọi người mà mua cái đĩa này vì thì mọi người về Việt Nam thì mọi người đặt cho em cái chân, chứ còn ở bên này em không có chân. Cái chân này là cái chân nhỏ của một cái đĩa khác nhé mọi người nhé, nên là em không có chân nên em mới lấy tạm em để em quay video thôi, chứ còn cái đĩa này nó không có chân. Ở cái cửa hàng đồ cổ đây em mua mấy lần rồi đều không có chân hết, chứ không phải là em không muốn lấy chân cho mọi người, thì cái chân thì nó cũng không có gì cả, nhưng mà nó không có nên là em không lấy được. Đây em xin phép em quay cho mọi người xem này. Đấy mọi người xem ở viền này, vẽ vàng này. Đấy mọi người thấy đẹp chưa? Quá là tuyệt vời luôn, rất là sắc nét mọi người, vẽ vàng khá là nhiều luôn mọi người. Bây giờ sưu tầm được một em đĩa Meiji mà lành tít như này khá là khó luôn mọi người nhé, không phải là dễ đâu. Cái đĩa này ý nghĩa nó là 7 vị thần nữa mọi người. Đấy, mọi người nhìn thấy một vị thần này bụng to chưa, bụng mọi người mua cái đĩa về này về trưng thì lọc vào đài nhà. Đó. Các bác thấy ok chưa, em thấy rất là ok rồi. Đây em xin phép là em đo kích thước cho các bác xem nhá. Mặt của con này là 40 nhé mọi người nhé. Mặt là 40 này. Đấy, em quay sơ qua một chút nữa xong rồi em đặt xuống em đo chiều cao. Mặt 40. Rất là ok luôn. Rồi để em đặt nó xuống em đo chiều cao cho mọi người nhé. Chiều cao của nó là 7 nhé mọi người nhé. Đây mọi người này. Chiều cao là 7. Đấy, mọi người xem em đặt nó xuống này. Mọi người xem đi, nó rõ chưa? Đấy, vẽ vàng nhiều chưa? Khá là ok luôn. Đây là viền này này. Con này nó rất đặc trưng ở viền này, nó vẽ vàng rất là nhiều luôn mọi người. Đây này. Đấy. Toàn bộ viền vẽ vàng luôn, không có bị lỗi gì cả. Quý anh chị nào mà muốn mua cái đĩa này hoặc là mua bất cứ gì về đồ gốm sứ Nhật Bản thì mọi người cứ liên hệ với em qua số điện thoại Zalo là 0962
0949 668. Mọi người kết bạn Zalo với em, liên lạc lại với em nhé. Chứ còn nếu mà cái số Zalo đấy thì số điện thoại đấy thì mọi người gọi điện thì chỉ có nhà em đang dùng thôi, mẹ em đang dùng, nên là mọi người không gặp được em. Nên mọi người thông cảm cho em vì em đang ở bên Nhật, nên nhiều khi là số điện thoại nó cũng khó khăn, nên là em chỉ dùng số điện thoại Zalo thôi. À, dùng Zalo hoặc Facebook thôi mọi người ạ. Đấy. Thôi em một lần nữa thì cho em xin gửi lời chào chân thành nhất đến tất cả mọi người nhé. Và em xin phép em kết thúc video ở đây đây mọi người. Em xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ, an lành, ấm áp. Em xin chào mọi người.